Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay cùng bạn đọc sách xin gửi đến quý vị và các bạn bài giới thiệu tác phẩm Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki của tác giả Yagisawa Satoshi. Cuốn sách được ấn hành bởi nhà xuất bản Hà Nội và công ty Nhã Nam. Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki là tác phẩm đầu tay của nhà văn người Nhật Yagisawa Satoshi, từng đạt giải thưởng danh giá Chiyoda về văn học năm 2008. Câu chuyện mang đến nỗi buồn thật nhẹ, thật êm nhưng cũng đầy hứa hẹn về niềm hy vọng. Tuổi trẻ mỗi người, ai cũng đều phải trải qua những vấp ngã đầu đời. Và đổ vỡ trong tình yêu là một trong số những va vấp khó tránh. Thật không may, điều đó lại xảy đến với chính Takako, đúng lúc cô còn đang ngây ngất trong men say của tình yêu đầu. Một buổi tối nọ, Takako cứ ngỡ đó là một buổi hẹn hò lãng mạn như bao lần hò hẹn khác với bạn trai. Không ngờ Hideaki mang đến cho cô một tin sét đánh: anh sắp kết hôn với người con gái khác. Thì ra anh chỉ coi cô như một món đồ chơi. Thì ra trong suốt một năm yêu nhau, chỉ có cô là thật lòng yêu anh. Để tránh giáp mặt bạn trai cũ và vợ sắp cưới của anh ở công ty, Takako quyết định xin thôi việc. Từ đó cô sống trong những chuỗi ngày bất định và chán trường. Cô dành hầu hết thời gian trong ngày vùi mình vào trong những giấc ngủ triền miên nhằm quên đi thực tại phũ phàng. Cuộc sống của Takako sẽ mãi bị bủa vây bởi sự bế tắc và nỗi ưu tư nếu như không có cuộc điện thoại định mệnh của cậu ruột Satoru ngỏ ý muốn cô đến hiệu sách cũ Morisaki trông coi giúp cậu và xem như để tận hưởng một kỳ nghỉ dài. Takako miễn cưỡng nhận lời, chỉ cốt để mẹ vừa lòng. Thế nhưng cho đến mãi sau này, cô sẽ không bao giờ quên những tháng ngày đã trải qua ở đó, bởi vì đó là nơi ban cho cô một cơ hội bắt đầu một cuộc đời thực sự. Ngoài tưởng tượng của Takako, chờ đợi cô là hiệu sách Morisaki được bao trùm bởi mùi ẩm mốc của hàng ngàn cuốn sách cũ kỹ nhuốm màu thời gian, mang trong mình lịch sử của một thời đã xa. Takako vốn chẳng lấy làm thích thú với việc đọc sách, nhưng trong một đêm mất ngủ, vì tò mò, cô đã lấy một trong những cuốn sách trên kệ đọc giết thời gian. Trái ngược với suy nghĩ cứng nhắc, cố hữu của cô về việc đọc sách, quả thực những cuốn sách rất lôi cuốn, và Takako bắt đầu yêu thích đọc sách từ lúc nào không hay. Có thời gian rảnh là cô đắm chìm trong thế giới của những trang sách. Sách đã chữa lành những thương tổn trong tâm hồn cô. Hơn thế nữa, nơi đây đã giúp Takako khám phá ra nhiều điều mới lạ và lý thú mà trước đây cô chưa hề biết đến. Lý do mà Takako lưỡng lự không muốn đến sống ở hiệu sách Morisaki là cậu Satoru. Cậu được Takako miêu tả là ẻo lả như một loài động vật thân mềm, đã 10 năm không gặp. Trước đây, Takako không có thiện cảm với con người ấy. Cậu cư xử chẳng theo một chuẩn mực nào. Cô khó chịu với kiểu vô duyên, kỳ quặc khiến cậu mang dáng dấp của một kẻ lập dị. Lúc nhỏ, Takako rất thích tính cách đó. Nhưng lớn lên một chút, cô không ưa nổi tính cách khác người ấy. Thời gian ở gần cậu, Takako đã có một cái nhìn khác về cậu Satoru. Cô dần cảm kích và yêu quý cậu. Cậu trở thành một người bạn mà Takako tin cậy chút hết nỗi lòng. Trong mắt những người sống trong khu phố sách, cậu lúc nào cũng hòa nhã với tất cả mọi người. Vì thế, ai ai cũng yêu quý cậu. Do đọc nhiều sách và thăm thú nhiều nơi, cậu có vốn hiểu biết phong phú và cậu nhìn nhận mọi thứ rất sâu sắc. Cậu luôn quan tâm đến cô cháu gái duy nhất. Thấy cháu gái mình bị phản bội, nửa đêm, cậu nhất quyết đòi Takako đưa mình đến nhà tên sở khanh đó mắng cho hắn ta một trận. Cậu Satoru tưởng chừng có vẻ ngoài vui tươi, ấy thế mà cậu phải chịu một nỗi đau nhức nhối. Người vợ đầu ấp tay gối của cậu bỏ đi biền biệt suốt mười mấy năm qua mà không có tin tức. Một ngày nọ, mợ Momoko bất ngờ trở về trước những ánh mắt sửng sốt của mọi người. Mợ chỉ muốn gặp cậu Satoru lần cuối, rồi mợ sẽ lại ra đi. Mợ lúc nào cũng bị dày vò bởi nỗi mặc cảm mình không thể sinh cho cậu Satoru một đứa con, vậy nên mợ không dám đối diện với cậu. Takako đã đập tan dự tính bỏ trốn lần nữa của mợ Momoko. Bằng sự nỗ lực của mình, cô đã làm cầu nối đưa hai người thân yêu quay lại với nhau. Vốn thường ngày nhút nhát, không giỏi kết giao, trong những ngày sống ở hiệu sách Morisaki, Takako đã gặp được nhiều người thú vị. Từ chú Sabu, khách quen của cửa tiệm suốt 20 năm nay,
hài hước, dí dỏm, thích trêu Takako là con quỷ ngủ. Đến ông chủ tiệm cà phê tốt bụng, mến khách, luôn thường trực một nụ cười dễ mến. Hay Tomo, cô gái làm phục vụ bán thời gian trong quán cà phê xinh xắn, dễ thương, người đã trở thành bạn thân của Takako. Trên tất cả, cô đã gạt bỏ những vụng dại của mối tình đầu không thành với Hideaki mà mở lòng yêu thêm lần nữa. Người đã khiến trái tim Takako loạn nhịp là Wada Akira. Cô tình cờ gặp anh ở quán cà phê quen thuộc. Anh hay ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ chờ cô bạn gái đã chia tay đến trong vô vọng. Sau những cuộc trò chuyện, hai người đồng cảm với nhau về những tan vỡ trong tình yêu. Bên cạnh đó, cả hai có chung niềm đam mê với sách. Họ cùng nắm tay nhau, bỏ lại một quá khứ không vui ở đằng sau. Như nhiều tác phẩm văn học Nhật Bản khác, những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki có cốt truyện đơn giản, văn phong nhẹ nhàng, chậm rãi. Điều khiến độc giả nhớ mãi có lẽ là những cuộc hội thoại giản dị, chân thành, không kém phần đáng yêu. Những nhân vật trong sách đều bộn bề những nỗi niềm riêng. Tuy nhiên, ở bên cạnh nhau, họ cùng tựa vào nhau, trao cho nhau hơi ấm của tình yêu thương để xua đi những lạnh giá trong trái tim mỗi người. Cuốn sách không chỉ dừng ở việc kể lại về quá trình chữa lành của một cô gái, mà nó còn mang đến ánh sáng nơi cuối đường hầm cho những ngày chúng ta chênh vênh. Cuốn sách chỉ vẻn vẹn hơn 100 trang, nhưng dư âm nó để lại thì nhiều hơn thế. Lật dở những trang sách, chúng ta sẽ có niềm tin, hy vọng về chiếc cầu vồng muôn sắc sau cơn mưa. Những hành trình của cuộc đời chắc hẳn có nhiều người không kìm được mà bật ra câu hỏi: đâu là phương thuốc chữa lành cho một tâm hồn chằng chịt những vết thương? Gấp lại cuốn sách, chúng ta nhận ra nó hiện diện ngay bên cạnh. Câu trả lời không thể giản đơn hơn, đó chính là tình yêu thương. Nếu thấy thú vị, bổ ích, hãy nhớ bấm like, share video và bình luận cảm xúc ở bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký cùng bạn đọc sách, bật chuông thông báo để nhận được các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!